Bên ngoài gương thiên đạo, Đại đế Thanh Dương vẫn đang hoang mang khi biết bộ mặt thật của sư phụ mình. Hắn đau lòng chống hai tay lên gương thiên đạo, nhưng chưa được hai giây đã lại ngất xỉu khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, chạy đến đỡ. Mạc Trường Lưu thấy vậy, liền nghi ngờ mộ kiếm này có vấn đề, hắn tiến đến gần màn sáng giơ tay sờ thử. Vừa chạm vào đã bị hút cạn, ngã quật xuống đất. Đám người xung quanh hốt hoảng la lên, không ổn. Đạo tâm của hắn sụp đổ rồi, lùi lại, mau lùi lại. Ngàn vạn lần đừng tiếp cận với màn sáng. Đây tuyệt đối không phải màn sáng phàm tục. Lẽ nào là mộ kiếm của Đại đế Kim Khuyết để lại? Thần tôn Kim Khuyết là thần minh thượng cổ, cũng chỉ có ông ấy mới có thể thiết lập mộ kiếm khiến đạo tâm người khác sụp đổ. Kẻ ăn dưa số một nói, yêu đế này không phải bị điên rồi chứ? Chỉ cần rút một thanh kiếm là có thể thông qua khảo nghiệm, hắn đã vết thương chồng chất rồi, vì sao vẫn muốn rút kiếm? Không phải có âm mưu lớn gì đấy chứ? Kẻ ăn dưa số 2 đáp lời, nếu mộ kiếm này thật sự do thần tôn Kim Khuyết thiết lập, có phải yêu đế sớm đã biết đây là khảo nghiệm của thần tôn nên mới khổ sở kiên trì không? Kẻ ăn dưa số 3 lại nói, có thể, không phải hắn điên, mà hắn đã mất đi ý thức, không hay biết bản thân đã rút được kiếm, chỉ hành động theo bản năng. Dù sao mộ kiếm này có thể khiến đạo tâm của tiên nhân sụp đổ, càng huống gì là trẻ con. Trong tín nhiệm của đế nhan, chuyện lấy được kiếm ra ngoài để Tử Khâm được kiếm tông nhận làm đệ tử là vô cùng quan trọng. Vì thế cho dù hôn mê, cũng phải kiên trì làm tiếp. Một đám ăn dưa tụ lại công nhận luận điểm của tên ăn dưa số 3, hóa ra là vậy. Không ngờ yêu đế lúc đó lại có tín nhiệm với Đại đế Thanh Dương đến thế. Đại đế Thanh Dương lúc này đã tỉnh dậy, nhìn thấy trong gương thiên đạo đế nhan thân thể đã nhuốm đầy máu. Thương tích đầy mình, nhưng vẫn cố gắng rút kiếm. Hắn bật khóc, liên tục đấm mạnh vào màn sáng, miệng gào thét, đế nhan. Ai bảo ngươi làm những điều này? Ta không cần, ngươi dừng lại đi, ngươi mau dừng lại cho ta. Dù ngốc ngươi. Hắn bật khóc nức nở, vì biết BANTHAN vốn không đáng để đế nhan đối xử tốt như thế. Bên này, yêu đế đang ung dung ngồi trên ghế hé một mắt ra xem biểu diễn, nghĩ bụng, ha, thời buổi này, bất luận là người hay tiên, hình như đều rất thích tưởng tượng nhỉ. Cô khó chịu bịt chặt tai, bọn họ thật ồn ào. Sau một hồi cật lực làm việc, đế nhan đã kiệt sức hoàn toàn, mắt cô cũng không thể nhìn thấy gì nữa. Cô bỏ đến thanh kiếm cuối cùng, chỉ cần rút xong thanh kiếm này chắc cô có thể trở về nhà rồi. Đế nhan cố gắng lết từng chút đến thanh kiếm, cô nắm chặt tay vào lưỡi kiếm sắc nhọn trước mặt. Dùng hết sức để rút lên, khiến các ngón tay bị cắt đứt lìa rơi ra. Máu chảy lên láng, đây là đứt rồi. Vậy thì dùng đầu. Nói xong cô phi thẳng vào đầu vào kiếm, vừa phi cô vừa hét lớn, ta không có bản lĩnh khác, chỉ có đầu sắt. Đám người bên dưới vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh này. Họ chỉ dám thốt lên, không hổ là yêu đế có thể trở thành đế tôn cửu thiên thập giới. Nếu chúng ta gặp khó khăn như vậy, e là đã sớm từ bỏ rồi. Bỗng nhiên, thanh kiếm cuối cùng vừa được đế nhan dùng đầu rút ra bắt đầu chuyển động bay vút lên không trung, kèm theo những tiếng nổ ầm ầm. Tiếp theo, hàng nghìn thanh kiếm trong mộ cũng hay về hướng vụ nổ, tạo thành một màn mưa kiếm rồi xoay tròn trong không trung. Lúc này, một thân ảnh tóc trắng mờ ảo xuất hiện trong vòng xoáy kiếm. Thần tôn Kim Khuyết cất tiếng nói, ngàn vạn năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được người truyền thừa. Ông giơ hai ngón tay chỉ thẳng lên trời, chỉ thấy hàng ngàn mũi kiếm bay vút lên cao, lóe sáng rồi hợp nhất thành một. Luồng khí từ kiếm bay về phía đế nhan, vết thương trên người cô dần dần hồi phục, đến những ngón tay đã đứt lìa cũng được khôi phục lại. Khi cô tỉnh dậy mới biết, mắt đã có thể nhìn lại rồi, ngay cả ngón tay cũng tự mọc lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thì phát hiện bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông tóc trắng đang bay lơ lửng trong không trung. Cô kinh ngạc thốt lên, ma gì vậy? Trong lúc hốt hoảng lòng cũng không quên khóc thầm, hu, mình lại bị chữa khỏi rồi. Thấy đế nhan đã tỉnh, thần tôn Kim Khuyết ra lệnh cho cô, tiểu tử, mau quỳ xuống. Sau này ngươi chính là người truyền thừa của bổn tôn. Đế nhan vừa bị hắn cứu, liền tức giận, mạnh mẽ lớn tiếng đáp, quỳ cái gì mà quỳ? Lão tử ngoại trừ cha mẹ trưởng bối, ai cũng không quỳ, ông là cái thá gì chứ? Cũng xứng để lão tử quỳ xuống sao? Vừa nói đế nhan vừa nghĩ thầm, tức giận đi, ngươi mau tức giận đi, sau đó giết ta. Nhưng thật đáng tiếc cho cô, thần tôn Kim Khuyết chỉ cho mày một cái rồi cười lớn, ha ha, không hổ là người truyền thừa của bổn tôn, rất có khí phách. Đế nhan cũng cạn lời với ông già này. Thần tôn nói tiếp, chỉ là, ngươi đã tiếp nhận kiếm tâm của bổn tôn, truyền thừa này ngươi muốn hay không cũng phải nhận. Đế nhan kiên quyết không nhận. Cậu hậm hực, khoang tay chửi mắng, cái quỷ kiếm tâm gì đấy, vừa nghe đã biết là đồ tốt, ta không cần, một cái truyền thừa đã phiền rồi, còn đến thêm cái thứ hai. Át lần đầu thấy có người nhận được đồ ngon còn khó chịu như chị này đấy, kha kha. Cầu nhau xong, đế nhan chỉ tay về phía Tiêu Tuyệt đang nằm chết dí một bên, bảo, không bằng ngươi cho hắn đi, ta thật sự không cần. Thần tôn lạnh lùng trả lời, hắn, không đủ tư chất. Lời thần tôn vừa dứt, thanh kiếm bỗng nhiên bay vào tay đế nhan, tiếp sau đó là đồng loạt những tiếng nổ, ầm,
ầm, đùng, đùng, vang lên. Mộ kiếm bắt đầu rung lắc dữ dội. Thần Tôn kinh ngạc thốt lên, ngươi, trên người ngươi vậy mà có. Chưa nói hết câu, Thần Tôn đã biến mất khỏi mộ kiếm. Trong mộ chỉ còn lại những âm thanh vang vọng của ông trước khi đi, không hổ là người truyền thừa mà bổn tôn chọn. Bổn tôn giúp ngươi một đoạn vậy. Đế Nhan thấy mộ kiếm đang dần sụp đổ, cô ngay lập tức lay Tiêu Tuyệt đang bất tỉnh bên cạnh dậy. Sau một lúc, hai người đi ra được một đoạn, Tiêu Tuyệt thắc mắc hỏi Đế Nhan, đứa nhóc, ngươi không sợ đau sao? Còn nữa, lời của ngươi và lão đầu đó ta cũng nghe thấy rồi, nếu ngươi không muốn có thể đưa kiếm cho ta không? Hay hay, nhóc con này khôn quá, đúng là nam chính của tiểu thuyết mà, khôn từ bé luôn, át thật khâm phục nha. Đế Nhan tay giữ chặt kiếm, quay lại nhìn Tiêu Tuyệt nói, ta cũng không phải yêu quái, làm sao có thể không sợ đau, có phải mắt ngươi có vấn đề không? Hơn nữa ai là đứa nhóc? Ngươi không nói ta xém quên mất, ta vốn đến mộ kiếm để lấy kiếm, đây là cơ hội nhập môn của đệ đệ ta, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Đế Nhan nghĩ lại, trên đường tìm chết không có cảm giác đau đớn cũng coi như là một ưu điểm. Nhưng sau này cậu phải giả vờ chút, nếu không sẽ quá nổi bật trong đám người. Tiêu Tuyệt thấy Đế Nhan không có ý định đưa kiếm cho mình, hắn bèn lao đến định giành lấy kiếm trong tay cô. Đối với hắn, việc lấy được kiếm để vào kiếm tông rất quan trọng, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù cho Tiêu thị nhất tộc của hắn. Cho nên bằng mọi giá hắn phải có được cây kiếm này. Thấy Tiêu Tuyệt xông đến, Đế Nhan theo phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra, nào ngờ Tiêu Tuyệt bị đánh văng ra xa, ngã đập vào tường ộc ra một lít máu mồm. Đế Nhan kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào tay mà nghĩ, xem ra hư ảnh vừa rồi lại giúp mình phá vỡ một tầng phong ấn. Không chỉ sức lực trở nên lớn hơn, cơ thể cũng nhẹ như yến. Cô thở dài, hay, con đường tìm đường chết này sao càng làm càng khó như vậy. Bên này, Tiêu Tuyệt mới vừa bị đẩy một cái đã co dậy nổi, rồi ngã bịch xuống đất xỉu luôn. Đế Nhan thấy vậy cũng bất lực với hắn, không phải chứ đại ca. Mộ kiếm bắt đầu sụp nhanh hơn, những viên đá to đã bắt đầu rơi xuống nhiều. Đế Nhan liền vừa lé đá vừa chạy đến chỗ Tiêu Tuyệt vác hắn mang ra ngoài, vừa đi cô vừa nghĩ bụng, thôi bỏ đi, chết không được thì thôi vậy. Về phần nam chủ này, nhìn bộ dạng không thích mình, tạm thời giữ mạng chó của ngươi, sau này nhớ đến giết ta. Đế Nhan vừa vác được Tiêu Tuyệt ra khỏi mộ kiếm, không biết Lạc Tử Không chạy từ đâu ra, lo lắng xông thẳng vào mộ kiếm để tìm Đế Nhan, vừa chạy vừa hét, ca ca. Đế Nhan vừa nghe thấy tiếng của Tử Khâm, cô vừa quay lại nhìn thì phía sau vang lên tiếng nổ vang trời, mộ kiếm đã sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, tất cả chỉ còn lại là đống đá. Đế Nhan hoảng sợ lao đến chỗ đá chất như núi, điên cuồng lấy tay cào bới, miệng liên tục gọi, Lạc Tử Khâm, Lạc Tử Khâm, đệ đang ở đâu? Không phải bảo đệ ở yên tại chỗ đợi ta sao? Ai bảo đệ qua đây? Lạc Tử Khâm, Lạc Tử Khâm, mau trả lời ta. Nếu đệ mà chết thì ta làm sao ăn nói với Lạc phu nhân được? Tử Khâm, đệ trả lời ta đi, Tử Khâm. Lúc này, Nguyên Trần Chân Nhân bỗng từ đâu nhẹ nhàng đáp xuống núi đá. Ông hỏi Đế Nhan, tiểu tử, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì trong mộ kiếm? Mộ kiếm vì sao lại phá trận lôi kiếp? Có phải các ngươi đã lấy được thứ gì không? Đế Nhan đang mải tìm Tử Khâm dưới đống đá đổ nát nên phớt lờ câu hỏi của Nguyên Trần Chân Nhân. Khiến ông tức giận, ông khó chịu hất tay tung một chưởng đánh bay Đế Nhan ngã ra, rồi lớn tiếng hỏi lại, tiểu tử, ta hỏi lại lần nữa, mộ kiếm xảy ra chuyện gì? Có phải các ngươi đã lấy thứ gì trong đó không? Đế Nhan đau đớn, gượng dậy nhưng vẫn không trả lời ông ta. Lúc này cô chỉ quan tâm đến tính mạng của Tử Khâm, cô vừa bò dậy vừa nói, Tử Khâm, đệ đừng sợ, ca ca lập tức đến cứu đệ. Nguyên Trần Chân Nhân đã không còn kiên nhẫn được nữa, ông ta giận dữ nhấc bổng Đế Nhan lên không trung, đưa tay siết chặt cổ cậu, ra lệnh quát lớn, nói, liệu Đế Nhan lần này có được tọa nguyện trở về nhà không? Các bạn nhớ bấm theo dõi và đăng ký kênh để đón xem vào các tập tiếp theo nhé.